nó cũng lên mụn nè, cục nào cũng lấy bự 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 không à. Cứ thả lỏng nè, có đau là cái chuyện gì khó chịu cứ nói cô nha. Cô cho nghỉ rồi lát làm tiếp, không có gì phải gấp. Mấy cục này nó sâu lắm nè. Hít tháo, hít sâu thở ra con. Con heo đây con, con heo quá ha.
Rồi nước lên. Còn mỗi một cái nửa cái chén này là xong con ha. Ôi. Thank you.
Mm-hmm.